Vian YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin số 100 hôm nay, chúng tôi rất vui mừng đã được quý vị và các bạn đồng hành và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Nhân dịp kỷ niệm nho nhỏ này, Vian YouTuber tôi xin chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Thưa các bạn, tính đến nay là gần 3 tuần sau khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện biển Đông của Philippines. Phán quyết của tòa trọng tài là một dấu mốc quan trọng trong diễn biến tình hình biển Đông. Như chúng tôi đã từng đề cập, trong bản tin Ván cờ mới ở Biển Đông, sau so phán quyết của PCA, thì phán quyết đã kết thúc một thời kỳ và mở ra một thời kỳ mới trong tiến trình căng thẳng ở Biển Đông. Trong thời kỳ trước đây, các bên tranh chấp ở Biển Đông đã đưa ra những cách giải thích khác nhau về công ước luật biển để phục vụ cho lập trường của mình. Trong đó, Trung Quốc tuyên bố đòi hỏi chủ quyền đến 80% diện tích Biển Đông với bản đồ đường chín khúc phi pháp dựa trên cơ sở rất mơ hồ là người Trung Quốc từ thời cổ đã từng đến các vùng biển này. Trung Quốc cũng đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý cho các đảo nhân tạo mà họ xây dựng ở khu vực Trường Sa. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ cả đường chín đoạn lẫn đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý quanh các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng và bồi đắp phi pháp ở Trường Sa. Tuy nhiên, phán quyết của tòa không kết thúc được sự phức tạp ở Biển Đông mà mở ra một thời kỳ mới biến động và phức tạp hơn. Bởi vì như các bạn đã nghe, đã thấy, phán quyết của tòa đã khiến chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Trung Quốc được dịp bùng nổ. Phe diều hâu ở Trung Quốc đang kêu gọi sử dụng vũ lực để giải quyết tình hình. Ngược lại, phe Mỹ và các nước đồng minh đã tỏ ra khá im mắng trong các phát biểu công khai về vấn đề Biển Đông trong những tuần đầu sau phán quyết. Tuy vậy, bước sang tháng 8, các bên đã có những bước đi mới và chúng ta có thể coi đó là những nước cờ đầu tiên trong ván cờ mới ở Biển Đông. Trong bản tin hôm nay, Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những diễn biến tình hình Biển Đông kể từ ngày 12 tháng 7 đến nay và đưa ra những phán đoán cho tình hình sắp tới. Trước hết, chúng ta sẽ tóm tắt lại bối cảnh Biển Đông kể từ ngày 12 tháng 7 đến hết tháng 7. Về phía Trung Quốc, ngay trước và sau phán quyết, Trung Quốc đã liên tiếp tổ chức 3 đợt tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Đợt đầu tiên là diễn tập hải quân từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 từ phía nam đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa Đợt 2 là diễn tập hàng không hải quân của cả ba hạm đội, tính từ ngày 19 tháng 7 đến 21 tháng 7. Và đợt 3 diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 7 trong khu vực biển Đông, mà địa điểm cụ thể là ở vùng biển gần của Trung Quốc nằm bên đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Các cuộc tập trận của Trung Quốc được dư luận thế giới nhìn nhận là hành động giễu võ dương oai để phản ứng với phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Mặt khác, nó cũng có thể được xem là nhằm mục đích xoa dịu chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang dâng cao ở Trung Quốc về phía Mỹ và các nước đồng minh. Trong khi Trung Quốc tức giận đến đỏ mặt và hô hào tập trận ầm ầm trên biển thì Mỹ và đồng minh đã giữ một thái độ lặng lẽ hơn. Họ chỉ ra tuyên bố ngoại giao ủng hộ phán quyết của tòa, đồng thời kêu gọi Trung Quốc nghiêm túc thực hiện phán quyết. Sau tuyên bố của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia cũng đã lần lượt ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết. Ngoài các tuyên bố ngoại giao, Mỹ và đồng minh an binh bất động, không có hành động nào trên thực địa. Lúc đó, dư luận có ý kiến tỏ ra khó hiểu về việc vì sao trước khi tòa ra phán quyết, Mỹ rất hăng hai ngăn cản tham vọng của Trung Quốc, mà đến khi tòa ra phán quyết, Mỹ lại im lặng. Điều này có thể có hai lý do để giải thích. Một là Trung Quốc đang trong cơn bực tức, Mỹ không muốn hành động của mình trở thành giọt nước tràn ly, khiến Trung Quốc thẹn quá hóa khủng. Thứ hai là hiện nay đang thời điểm nhạy cảm của chính trường nước Mỹ, khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang chưa ngã ngũ. Trong khi chưa có tín hiệu rõ rệt là ông Donald Trump hay bà Clinton sẽ thắng, các cơ quan ngoại giao quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đang phải giữ thế an binh bất động để nghe ngóng tình hình là điều dễ hiểu. Về phía khối ASEAN, mặc dù tranh chấp trên Biển Đông không phải là câu chuyện của tất cả khối ASEAN, nhưng trong khối này có bốn nước là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia đang có tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Trước đây, vấn đề chỉ chủ yếu là của Việt Nam và Philippines, nhưng gần đây, thái độ hung hăng của Trung Quốc đã kéo cả Malaysia và Indonesia vào mâu thuẫn tranh chấp Biển Đông đã trở thành một chủ đề nóng trong bất kỳ diễn đàn hay cuộc họp nào của các nước ASEAN trong mấy năm nay. Với việc mạnh tay chi ra các khoản viện trợ kinh tế và hỗ trợ đầu tư, Trung Quốc đã tranh thủ được một số nước trong khối ASEAN không liên quan đến vấn đề Biển Đông như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar. Trong bốn nước này, có những nước còn đang dao động, nhưng cũng có những nước đã tỏ ra ủng hộ lập trường của Trung Quốc một cách công khai. Chẳng hạn như Lào và Campuchia. Năm 2012, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Phnom Penh đã không ra được tuyên bố chung vì nước chủ nhà Campuchia phản đối khi tuyên bố chung đó lên án Trung Quốc vì hành động tại bãi cạn Scarborough. Cho đến giữa tháng 6 vừa qua, trong hội nghị đặc biệt ngoại trưởng của các nước ASEAN với Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh, ASEAN cũng đã không ra được tuyên bố chung để nêu quan ngại về Biển Đông chỉ vì Lào và Campuchia thay đổi ý kiến vào phút chót. Đến cuối tháng 7 năm 2016, khi họp hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN tại Lào, một lần nữa, các nước ASEAN đã bàn thảo rất khó khăn Mới ra được tuyên bố chung vào hôm 25 tháng 7. Mặc dù tuyên bố không nhắc tới phán quyết của tòa trọng tài, nhưng nó đã gián tiếp nêu lên việc thực thi phán quyết là cần thiết khi nó kêu gọi các bên tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao theo các nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nói rằng chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây và đang diễn ra, lưu ý đến sự quan ngại của một số ngoại trưởng về hoạt động cải tạo đất và các hoạt động leo thang trong khu vực làm xoáy mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Theo nguồn tin từ báo Strait Times của Singapore, việc ra được tuyên bố chung lần này là do các thành viên chủ chốt của ASEAN không muốn lặp lại sự kiện 2012 ở Campuchia. Được biết, các nước như Thái Lan và Myanmar tuy không có tranh chấp trực tiếp nhưng cũng đã lưu ý đến tính đoàn kết thống nhất của khối ASEAN. Riêng Lào đã thay đổi thái độ để ủng hộ ra tuyên bố chung bởi vì họ không muốn nhiệm kỳ chủ tịch của mình bị hoen ố khi ASEAN không ra được tuyên bố chung như năm 2012. Với việc hội nghị các ngoại trưởng ASEAN ra được tuyên bố chung hôm 25 tháng 7, các nước ASEAN đã làm thất bại ý đồ chia rẽ dạ khối ASEAN của Trung Quốc. Tổng kết lại, cho đến hết tháng 7, Trung Quốc đã thấm mệt sau ba cuộc tập trận rầm rộ trên biển. Mỹ và đồng minh an minh bất động để tránh kích động Trung Quốc, còn ASEAN thì đã củng cố lại được đội ngũ sau sự kiện có tính chất chia rẽ ở hội nghị quân minh hôm 14 tháng 6. Nếu nói một cách ví von thì ta có thể nói rằng những diễn biến trong nửa sau tháng 7 giống như việc các bên đang thu nhặt và xếp lại các quân cờ để chuẩn bị cho một ván cờ mới. Và khi bước sang tháng 8, đã có những sự kiện cho thấy ván cờ đã bắt đầu với những nước cờ của mỗi bên. Hôm mùng 2 tháng 8, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đăng một bài báo trích dẫn lời ông Thường Vạn Toàn, là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh nhân dân trên biển. Cụ thể nguyên văn ông ta nói rằng kêu gọi công nhận sự nghiêm trọng của tình hình an ninh quốc gia, đặc biệt là mối đe dọa từ ngoài biển, đồng thời kêu gọi quân đội, cảnh sát và người dân Trung Quốc nên sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Hãng tin Tân Hoa Xã nói rằng lời kêu gọi này được đưa ra trong chuyến thăm tỉnh Chiết Giang của ông Thường Vạn Toàn, nhưng không nói rõ chuyến thăm diễn ra ngày nào. Phản ứng với lời kêu gọi chiến tranh nhân dân trên biển của ông Thường Vạn Toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Tôi cho rằng quan chức các nước cần phát biểu và hành động phù hợp với các tuyên bố chính thức cũng như nghĩa vụ của quốc gia mình là tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Cũng trong ngày mùng 2 tháng 8, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc ban hành quy định giải thích nhằm làm rõ quyền tài phán của nước này đối với những vùng biển mà Trung Quốc tự nhận là có quyền quản lý. Theo quy định này, những vùng biển có quyền tài phán không chỉ bao gồm vùng nội thủy, vùng lãnh hải, mà còn cả những khu vực như vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Đây rõ ràng là một quyết định đi ngược lại công ước quốc tế về luật biển 1982. Tân Hoa xã cho biết, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 2 tháng 8 và đối với những người xâm nhập trái phép vào cái gọi là lãnh hải Trung Quốc như quy định nói trên mà từ chối rời khỏi đó sau khi bị đẩy đuổi hoặc vào trở lại sau khi đã bị đẩy đuổi thì sẽ bị xem là vi phạm tội hình sự nghiêm trọng và sẽ bị phạt, bị bắt giam hoặc bỏ tù tối đa một năm. Một số ý kiến cho rằng Quy định này nhằm làm cơ sở để Bắc Kinh đối phó với các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. Tuy nhiên, có thể Trung Quốc chưa đủ sức bắt các tàu của Mỹ, nhưng các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam thì mỗi đe dọa sau khi Trung Quốc ra quy định phi pháp này không phải là nhỏ. Mặt khác với quy định này, Trung Quốc cũng có thể sẽ bắt luôn cả ngư dân Malaysia và Indonesia để trả miếng cho việc Indonesia từng bắt tàu cá của Trung Quốc. Trước mắt Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố rằng Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ ngư dân trước đe dọa bỏ tù của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm mùng 4 tháng 8 nói: "Chúng tôi bảo lưu các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Chúng tôi cho rằng việc đối xử với ngư dân ở biển Đông trước hết phải phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như các thỏa thuận đã đạt được giữa các nước trong khu vực và trên tinh thần nhân đạo. Việc Trung Quốc ra luật bỏ tù ngư dân như nói trên là một thủ đoạn mới trong diễn biến tình hình ở biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vấn đề này chúng tôi xin phép được trình bày riêng trong một bản tin sau." trong một diễn biến khác. Trước khi tòa án Trung Quốc ra luật bỏ tù ngư dân và thường vạn toàn kêu gọi chiến tranh nhân dân trên biển, hai sân bay lớn nhất của Việt Nam đã bị một nhóm tin tặc Trung Quốc tấn công. Cụ thể là ngày 29 tháng 7, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đã bị tin tặc tấn công khiến màn hình điện tử và loa phát thanh bị chèn các nội dung sai lệch về Biển Đông. Nghi phạm vụ tấn công mạng này là nhóm tin tặc 1937CN của Trung Quốc. Những động thái mới như đã nói ở trên của Trung Quốc có vẻ như là thủ đoạn mới để đối phó Mỹ một phần còn lại là đối phó với Việt Nam, Philippines cùng Indonesia và Malaysia. Cùng thời điểm với những động thái của Trung Quốc, các đồng minh của Mỹ hiện đã có những động thái mới. Hôm 31 tháng 7, có nguồn tin cho hay, Pháp sẽ dẫn đầu các cuộc tuần tra của các tàu chiến EU ở biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải của vùng biển này. Trang tin tức Ibadah cho biết, không chỉ điều chiến hạm mạnh nhất của mình để tuần tra, Pháp cũng sẽ yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên EU phối hợp tuần tra hải quân nhằm bảo đảm sự hiện diện thường trực ở biển Đông. Trang tin này cũng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định rằng đây là động thái cho thấy nỗ lực quốc tế nhằm đáp trả việc Trung Quốc dựa vào sức mạnh quân sự để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý ở biển Đông. Một tin nữa vừa xảy ra khiến Trung Quốc có vẻ sốc là nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản mới nhậm chức hôm mùng 3 tháng 8 là một người có lập trường cứng rắn. Bà Tomomi Inada được biết đến là người ủng hộ lập trường sửa đổi hiến pháp hòa bình mà Nhật đã duy trì bấy lâu việc sửa đổi hiến pháp đã tiến hành được những bước lớn dưới sự nỗ lực của ông shinzo abe trong thời gian qua bà inada cũng là một nhân vật không được trung quốc ưa thích vì bà thường xuyên ghé thăm đền yasukuni là nơi thờ các binh sĩ nhật bản từ trận trong chiến tranh với việc đưa một người có lập trường sửa đổi hiến pháp và tăng cường sức mạnh quân sự nhật lên làm bộ trưởng quốc phòng rõ ràng ông shinzo abe đang muốn thúc đẩy nhanh công việc này để đối phó với mối đe dọa từ trung quốc ở biển hoa đông việc nhật bản tăng cường lực lượng quân sự và sửa đổi hiến pháp sẽ không chỉ làm tăng mối lo của Trung Quốc ở biển Hoa Đông mà còn ở cả biển Đông. Vì thời gian qua Nhật Bản cũng tỏ ra rất quan tâm đến biển Đông và đã cử tàu chiến đến thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam. Cũng trong tháng 4 năm 2016, Nhật cũng đã cử một tàu chiến đi vào biển Đông và đi qua các đảo hoặc lãnh thổ có tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Quan chức Nhật nói rằng hoạt động đó không liên quan đến chiến dịch tự do hàng hải mà Mỹ thực hiện ở biển Đông. Tuy nhiên, có thể đó sẽ là hành động thăm dò và là tiền đề cho các chuyến tuần tra tự do hàng hải tới đây khi mà Pháp đã đi tiên phong về phía Mỹ, như đã nói từ đầu là thời gian qua họ khá im lặng trong các phát ngôn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu rằng nếu không có Mỹ đứng sau trợ lực, Pháp sẽ không dám tuyên bố tuần tra biển Đông để đáp trả các hành động phi lý của Trung Quốc như vậy. Mặt khác, hôm 27 tháng 7, bà Hillary Clinton đã trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân chủ để tranh cử chức tổng thống Mỹ với ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Từ nay tới tháng 11 chỉ còn 3 tháng nữa, các giới chức cấp cao của Mỹ cho đến giờ này gần như đã có thể dự đoán ai là người thắng cử tổng thống mỹ do đó rất có thể chỉ trong thời gian ngắn nữa chính sách với biển đông hậu phan quyết của mỹ sẽ được bộc lộ các bạn thân mến chỉ với những động thái ban đầu của các bên đã gợi mở ra một viễn cảnh vô cùng phức tạp và tiềm mẩn nguy cơ ở biển đông trong thời gian tới đây khi nhiều nước vào biển đông tuần tra hơn thì sự phản ứng của trung quốc cũng sẽ quyết liệt hơn trong khi trung quốc chưa có cách gì đối phó hữu hiệu với các hoạt động tuần tra của mỹ và đồng minh thì hành động trút giận của họ rất có thể sẽ là bắt bớ hoặc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam, Philippines hoặc thậm chí cả Indonesia và Malaysia dựa trên cái quy định phi pháp mà họ mới ban hành. Trung Quốc cũng có thể sẽ đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức ngư dân trá hình để đánh bắt cá trộm và gây rối vùng biển của các nước xung quanh, hoặc tổ chức các đội tàu đánh cá lớn được tàu hải cảnh, tàu ngư chính hỗ trợ để xông vào vùng biển nước khác nhằm phục vụ cho cái mà thường vạn toàn gọi là chiến tranh nhân dân trên biển. Song song với đó, có thể Trung Quốc cũng sẽ ngầm thực hiện những chiến dịch tấn công mạng và gây nhiễu thông tin một cách quy mô hơn đối với Việt Nam nhằm làm hoang mang dư luận và rối loạn tình hình của nước ta, khiến chúng ta không thể tập trung sức lực và trí tuệ để đối phó với họ ở trên biển được. Đó là một vài thủ đoạn thâm độc mà chúng tôi lo ngại rằng Trung Quốc sẽ thực hiện trong thời gian tới đây. Bản tin số 100 của chúng tôi hôm nay tới đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.